Tôi là một phóng viên trẻ, để đưa đến cho độc giả những thông tin chính xác, tôi cần phải tiếp cận và nắm rõ thông tin. Và đây là một câu chuyện tôi rất buồn khi phải nhớ lại. Alo. Ừ. Mày tới đi, rồi đi với anh luôn. Tối nay anh tới đón em nha. Nè em cứ đi qua đêm, không đến được. Vậy tối mai thì sao? Cũng vậy, anh bận lắm. Hình như anh không có muốn gặp em phải không? Không nhớ hôm qua anh đã nói gì với em không? Em mới đi chơi lần đầu à? Vui thì mình đến với nhau thôi. Hứa hẹn em cũng tin à? Và còn giả ngây thơ với anh à? Em không ngờ anh lại trở mặt như vậy. Thôi đi. Tôi không có thời gian đôi co với cô. Cô cũng chỉ là một trong những người ái mộ tôi thôi. Muốn đi chơi với tôi, muốn ngủ với tôi. Tôi không nghĩ anh lại trở mặt như vậy. Không ngờ đằng sau vẻ bảnh bao, hiền lành của một diễn viên nổi tiếng như anh lại trở mặt ghê tởm như vậy. Anh sẽ phải trả giá. Cô ở đó mà lo cho bản thân của cô đi. Anh ăn uống nước đi, chờ anh hai em tí. Ừ, cảm ơn em nha. À, mà dạo này em học hành sao rồi? Dạ, em học cũng bình thường à anh. Mà dạo này anh có ra phim gì mới không? Ừ, nhờ anh Hùng giới thiệu á, thì anh cũng có một vai trong phim sắp tới. Wow, vui rồi ha. Mà em nghĩ thế nào anh cũng nói tiếng cho coi. Anh cảm ơn em nha. Ủa, tới lâu chưa? Dạ, em mới tới à anh. Dạ anh ngồi chơi với anh hai em xíu đi, em lên chỉnh học bài. Nhỏ này, tao thấy nó thích mày lắm đó nha. Chịu làm em rể tao không? Gửi gạo nha em. Dạ. Thôi tranh thủ đi. Mày nè, tối nay có hẹn với tụi nó, với mấy con người mẫu đẹp lắm, quậy tới bến luôn. Dạ em. Thôi đi, tối nay về với anh. Vậy đi. Dạ em nghe ạ. Cô viết cái gì vậy? Cô làm phóng viên văn hóa nghệ thuật mà cô viết về nghệ sĩ còn thua mấy đứa viết trên Facebook nữa. Cô viết mà cô có tiếp cận với nghệ sĩ không? Trường lớp nào dạy cho cô vậy? Viết như cô thì ai mà viết cũng được. Tôi cho cô 2 ngày nữa, cô viết lại bài mới cho tôi. Không thì cô nghỉ việc luôn đi. Ủa chị đợi em có lâu không? À chị cũng mới tới à. Cảm ơn anh. Sao mà chị biết xị vậy? Chị làm bên văn nghệ mà không có mối quan hệ với các nghệ sĩ. Bây giờ chị không biết phải làm sao hết á, bị xếp chuỗi quá trời luôn, không biết phải làm sao nữa. À, không biết chị dạy anh hai em đi. À ha, chị quên ta, anh hai em là diễn viên nổi tiếng mà. Lần này chị được cứu rồi đó. Vậy vui rồi ha, tối qua em nha. Ok em. Ơ nhưng mà, tí nữa chị dắt em đi ăn để hậu tạ trước nha. Dạ, ok. Uống nước đi em. Vô.
đây là chị Thúy, bạn của em. Chị là phóng viên, muốn tìm hiểu về đời sống của nghệ sĩ. Vậy à? Em còn đi chơi đi. Em muốn hỏi gì nè? Ở đây á, bạn của anh á toàn là người mẫu diễn viên, họ có thể giúp được em nhiều hơn. Nè, chị ngồi đây với mọi người đi. Dạ, em xin phép anh chị em lên lầu. Em muốn hỏi gì nè? Dạ, em muốn biết về đời sống thường ngày của anh và mọi người. Anh có thể giúp em tìm hiểu thêm được không? Thì cũng như mọi người bình thường thôi. Xong việc, tụi anh cũng thường tụ tập giải trí, xả stress. Em ở lại đây đi, em sẽ biết rõ hơn. Giờ vô chào người mới nè các bạn ơi. Vô. Vô. Bước đi em. Mời em. Mới uống hết là không né mặt đó nha. Uống đi em, ngại gì. Uống đi. Uống đi em. Đừng ly. Thôi, giờ lên phòng quẩy nè. Ok, lên phòng em. Đi.
Buông tôi ra. Buông ra tôi. Buông ra. Thank you.